Chào các bác nha, hôm nay mới đem về được một con 2018 hàng lướt nha các bác. Máy zin 3 cục nha. Này, máy rất là mới luôn nha các bác. Zin 3 cục. Zin 3 cục. Máy rất đẹp luôn. Nước máy này. Hàng lướt nha các bác. Máy rất là đẹp luôn. 2018 zin 3 cục. Này, đây lốc máy của nó nha các bác. Việt nha, ba cục còn zin này, vỏ trước mông trước của nó này nha các bác, bao đẹp luôn, hàng lướt nha các bác, máy này nổ luôn, máy này nha các bác, cần dòng Kubota 2018 này hãy liên hệ số bên dưới nha. Kim luôn. Này. Tiếng máy này nha các bác. Bốn cái vỏ rồi các bác, không suy nghĩ rồi, quá mới. Đèn. Đèn sao rất là đẹp luôn nha các bác. Hàng này hàng lướt nha các bác. Hàng rất là đẹp luôn.
cục còn ghim hết nha các bác. Chơi luôn, quá mới ghim 3 cục nha các bác. Vừa mới về tới luôn nha các bác, vừa mới cập bến luôn. 5018 máy zin 3 cục, máy rất là đẹp luôn nha các bác, cục hàng lướt.